Mình đi bảo tuệ. Xin chào mọi người. Mà cả ở nhà mình đã o dầm học phụ ngân lột dạy chuyện nụ. Mình học phụ. Có mình nhà mình. Đấy, mà cả nên mình học phụ. Mình đi lại ao miếng. Xin chào ba người đang xem nhá. Đây là cái tục bói trăng của người Dao. Cái giỏ này là nó tự lắc nhá, chứ không phải là ai rung lắc đâu. Đấy, xem bạn này có hợp không nào. Ờ, vị tí cơ hết. Ở này châu. Ờ đây, hợp người thì nó sẽ rung lắc mạnh hơn. Còn người nào mà cảm giác yếu yếu thì tức là cái vía nó không được hợp. Ờ, yến cái này mà bố cái này ạ. Mà cái này liệu mà bố nhìn mình. Như này hả cháy bất tròi như thế chứ tăng thế này. Yeah. Ờ nha, chầm chết này cả đi cho hôm hoàng đề sau này cho hỏi bốn không. Không, lại cả từ pia phấu hình về từ pia dữ hình hồ. Hey, chào tất cả mọi người, chào những người đang xem. Đây là cái tục bói trăng của người Dao và chỉ diễn ra vào rằm tháng 7, tức là từ 14 cho đến 16 của tháng 7. Và giờ nó không còn được diễn ra nhiều như ngày xưa nữa. Thật may mắn là giờ bà vẫn còn giữ được cái phong tục này. Hôm nay? Ồ, chẳng tay. Cái bói trăng này á, là người ta sẽ hỏi về đường tình duyên, bệnh tật, rồi là con đường làm ăn. Trong 3-4 người đang xem có ai muốn hỏi về vấn đề gì không ạ? Cái giỏ này nhìn rất là giống là hai cái người này nó đang lắc, nhưng mà thực ra là không phải, cái giỏ tự lắc, kể cả cầm một tay nó vẫn lắc như vậy và lắc rất là đều. Và khi mình đặt câu hỏi thì ông Trăng sẽ trả lời cho mình những cái câu hỏi. Một số có thể đạt được mong muốn và một số thì không. Thế cho miếng hoa đội bộ đội ba lò. Sao ít người xem vậy? Mọi người chia sẻ giúp em với. Trong những người đang xem có ai cần câu hỏi gì không ạ? Để em giúp hỏi luôn. Đây, nhà là do có nhiều cây xanh nên là che mất bóng ông Trăng rồi. Thực ra là ông Trăng rất là sáng. Đây là bà cụ và cháu. Mình Linh à, cô ta có tao quay có bộ ở cá. Nè, mày hay quay à? Mình nghe là châu có tao bộ ở nhà. Quá thật.
nó là phàm phò mày dần từ con lùi dưới chân mà cứ con tập kinh nha mặc áo nha gần chưa nên em mặc cảm nên cùng nhau nhau muốn nha chẳng cần là học chuyện nhau vẫn phải à tăng bỏ ổn tôi mình nào à tăng gần như là con phải cần này là học chuyện nhau lo lục lại chưa bóp ra con phải là lục lại chưa bận ra châu này nè 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 thì có thể nó thông phải nó lột dạ cái bỏ ra thì con thằng như thế này nó thông mày linh ép phước ta tiết tiền nhở mà tất cả củ mạng nó mạng như thế này mạng chứ mày tất cả mày như này mày sẽ tay hiu tao tao năn quậy nhìn mấy móng cả củ Mai Phan. Vâng, cái này lạ. Thực ra cái này không phải là lúc nào cũng diễn ra mà chỉ có tháng 7 thôi và cũng rất là lâu rồi. Tháng nào cũng được nhưng mà linh nhất là vào tháng 7. 15 tháng 7 này là linh nhất. À, Mai Phan à? Dạ vâng, cái này thì xem về cái gì cũng được ạ. Nói chung là mình đặt câu hỏi và bà sẽ hỏi thay mình. Thì sau đó ông Trăng họ trả lời cho mình cái hỏi mà mình thắc mắc. Kèn thị sân, kèn gì sân? Cái đèn này nó hơi tối mắng là quán bùa ấy. bà nó đang nói về tiếng dân tộc ạ, tức là đang giúp mọi người xung quanh hỏi. Qua cú. Tức là đây có rất là nhiều nhưng mà tại vì trời ông Trăng bị khuất mất đấy nên là sẽ không nhìn thấy mọi người, nhưng mà xung quanh hiện tại thì đang có rất là nhiều người nên là mọi người thay phiên nhau đặt câu hỏi cho bà về những cái khúc mắc trong gia đình, trong cuộc sống và bản thân về ốm đau rồi là đường con cái ạ. Bà không bón online, à bà không bói online đâu ạ, tại vì cái này chỉ diễn ra vào tháng 7 thôi. Có nghĩa là những cái tháng khác mọi người cũng có thể xem nhưng mà nó không được linh như tháng 7 ạ. À, tôi mà. Bà có bói online đấy ạ, Mai Phan ạ. Có nghĩa là có thể đặt câu hỏi và để cho bà thử xem là bói như thế nào ấy. Mình có thể đặt câu hỏi để em hỏi giúp ạ. Mọi người ai đang xem live thì chia sẻ với em với. Cú cái này cả mình linh hả cho nó gố? Như đó mình linh chỉ y hẳn là lâu gố. Nhưng mà cả là phàm phò mà phải tung sát kinh nhưng mà cả đọc cái kinh này, giờ na mi ai mà bật chuyển hàng xe ôn cha, mà bật chuyển hàng ôn cha là độc giả chưa bớt được cha, hạ bớt thôi. Nè, vậy ta đoán chắc khoảng đấy hả lọ. Ê, xung quanh đây nhiều người lắm ạ. Nhưng mà căn bản ở cái khu nhà của bà ấy là có nhiều cây xanh xung quanh quá.
nên là mình rất là tối ạ. Như cụ ở chúng siêu tì ở này này ở măng em bồng cái nhà này nếu phải nhưng mà đừng nắp phải mua là chân này như chân tắng. Đây các bà trong lúc ngồi xem mọi người mà làm trăng bó trăng thì vẫn tranh thủ thêu này, chăm chỉ. Cô gái người Dao chăm chỉ lắm, không ngừng nghỉ tay lúc nào. Em chào chị Minh Dân nhé. Em chào Lý Thắng ạ. Vâng, cái này người dân tộc Dao gọi là bói trăng ạ. Và chỉ diễn ra vào tháng 7, trong 3 ngày là 14, 15, 16. Đây cái giọ của bà cầm nên là nó tự lắc thôi. Đây, một tay của bạn ấy cầm mà vẫn tự lắc. Wow, như vừa mới cho hoa này cái đề này à, nhé, hôm nay dâm cha phẩu hiên phải dâm cha gì à? Giờ hỏi cóc lo tôi nom, sợ cho hồ. Hả? À? Thì muốn con tu như cỏ vừa bò nhé, hình chữ pham nữa, thì chúng cầm thì nên nhé, chân hình chữ chiên nè. Bò liều, ừ, bò liều như tôi nhảy ạ. Ủa này, cái chữ này xuất đầu này. Đầu này là bò kiểu là... My farm, đây là cái dụng cụ tự lắc, có nghĩa là khi mà bói trăng ấy là bà sẽ có một cái câu gọi là thần chú. Ờ, bà liền chẳng chăm. Ừ. Cơ thần chú và sau khi đó là cái giỏ nó tự lắc. Nó tự lắc, ví dụ như hai cái người bê giỏ này mà hợp vía với nhau thì nó sẽ lắc mạnh hơn, còn không là nó sẽ rất yếu hoặc nó sẽ dừng lại. Chào Hoàng Sử, hỏi hộ bà xem bao giờ anh mới lấy vợ. Xin chào tất cả mọi người đang xem nha. Chẳng gì đè Ồ, như cho hoa tây dâm đâu không này nha. Thánh khu lô này như cho hoa tây dâm. Chán tú như xin nền ạ. Không hề. Chán tú như cho hoa tây dâm hăng nò. Vậy nó chỉ chào hả. Mọi người ai đang xem live thì chia sẻ với em với ạ. Chia sẻ càng đông người vào xem thì càng vui ạ. Là này thiểu lung tung hay là này nhẫn chiền ở không, ý là nhà đây là thiểu lung tung à. Chấm mà buồn tẻ hả tàu dư lai ní. Như định nãy nãy nhỏ, như tôi hãy chuẩn bị câu hỏi em ơi. Mình chuẩn bị câu hỏi nhé, tạc thô. Như ta chưa chả tâm mang hả dạ hả? Chứ trẻ cụ ở như... Củ cái này củ mà, này cả hả này? Dến là mạng hả dạ. Dìa cần như vậy, dìa tài hỏi mạng hả dạ, dìa mạng hả dạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem live stream nha. Ai xem live stream chia sẻ với em một like với ạ. Cú như cú con này cái như nhau này lấy hạt đào hạt đào cho mùn như này là chỗ này nhá. Nó hiếu buông mùn chỏ mùn chan mùn
mà cái công tác gì nhé mà tạm như chỉ có những làm đang giao môn này nhé mà tạm miên phải chạy miên phải bẹn cứ chẳng xin nó chạy chẻ hoàng sử lạ quá à, cái này ở trong tả phìn hay diễn ra nhiều lắm, không phải hay diễn ra nhiều đâu mà mấy năm nay cũng không có rồi. Cái pẹ xin như pẹ hảo à. Mà nhé, ý có gì sắm cái thỏ phù mô bố bê liêm sắm nữa, tại yên sử dụng sao? Cú hả có gì cặp bầu như chăm, nhà mình lên bầu như nín quỳ nà? Chuyện? Hôm nay giờ chú hái, ổ như quỳ nhớ xin nhấn mà phát đấy. Cậu ý là nhớ xin mà phát tụi mấy. Vậy cứ thử phụ nữ mạng, cả nữ xin chuyện, nữ mạng, quay phụ nữ mạng ấy. Nhưng mà... Tụi mà tụi ẻ hái như thái củ cả tụi ẻ. Không hiến tụi Chuyển hổ giúp bao cho nến tông nha. Tông à. Ừ, dạ. Cô Mai Phan ơi, cái này không phải là bạn áo vàng hỏi mà bạn áo vàng là người gánh với bà, tức là hai người cùng phải gánh thì mới được ạ. Còn người xung quanh hỏi. Đây như không biết mọi người có theo dõi không, nhưng mà em vừa thay bà thì nó không còn lắc nữa. Nhất cử bữa nay cả giờ xe dâm nhất tuấn tú. Ừ, kiểu con bật lật xăm hay vốn chẳng đâu. Dằng nè, không... không chủ lọ. Nó đi xuống sáng kệ thôi. Cho mọi người chủ yếu là xem cái dọ thôi chứ còn... Người xinh, người xấu kệ. À? Không, mắng tụi như chỉ bị cái tẹo tánh như wifi anh tụi em mấy hiểu như tụi kéo gì chứ hả đó, cái hôm nay. Kè giếm phùng là sáng nhất ha. Bà hỏi ông Trang xem nạn Covid bao giờ hết, dân khổ quá. Bà vừa hỏi hai lần rồi và Covid là khoảng hơn 2 năm nữa sẽ hết. Nên là dân yên tâm là sẽ hết khổ. Ai đang xem live stream thì chia sẻ với em với. Ít người xem quá. Em đang chuẩn bị tắt máy đến nơi rồi. Không có động lực để cầm máy. Nó lên mạng kia là hỏi lộng ao hẻ a thảo hải chặn mình xỉnh mày miền lộng lè. Nó vẫn là tàu trùng không như là tàu nên vừa cù này cả nên hà chân nên thực ra tôi là ao nò ai đang xem live stream chia sẻ với em ơi. Mai ơi, đi về tả phim chơi đi.
Xin chào mọi người, chào tất cả mọi người đang xem live stream nhá. Chị ơi, cái này bao giờ hết khổ thì em cũng khổ lắm chị Minh ạ. Em cũng không biết bao giờ em mới hết khổ. Cái gì có xe với gì có xe nặng nè, nó như chụp khu nhé. Ồ, mà nó xe mà nặng, có một cái xe dầm đó. Ờ. Con này đó, chúng con này đó. Quê. Mà cái xe mà cả đời cần xe dầm. Tính tụ, hả tại vì có hơn nó đâu về. Nhưng mà, đúng rồi tao mà mà cần xe dầm. Ừ, nhấn chữ nại mà. Tính tính tụ kết quả. Cho mình hả? Đâu, chỉ con tham mà chỉ dự quả thăm như cái con. Tớ ngày mai tớ đi về rồi mai ạ. Hôm nay đi sang bằng chơi thôi. Cứ tăng ở như củ cát nại trắng bao nhiêu lửa tại vì nại. Nên là tao có mà cái tông ta trí nhưng mà cả dây hàng thầy sẵn thì chứ chứ nhưng mà cả dây này mình chứ mày chứ chứ nó phải kể lệ ảnh mà tao tự ảnh nhé. Có sao phải hay cứ chứ ta lo đọc dạ cho bọn cha. Thì có chàng phải chứ hơn những cái mình mày chứ nó mới được cả chứ vậy cha. Cú ấy lên đau thăm ấy chân lại đi đau đi chim tắt chứ bữa lòng rất liệu. Lâu rồi không thấy em. Vâng, em chào Lý Láo Tả. Lâu rồi bia hồi nãy cái công hồ miền là phải công hồ giang bia giao là con phun chẳng của các nàng mình gì ạ nhà chẳng ạ gì cứ được kiểu gì bây giờ sợ cho chị ở đó một bữa ở mắng này ở từ ăn cơm xong về à chủ kia là đôi chậu ta chỉ người qua như hưởng như tám phút tin nhiên là cả như cửa nên làm của nhà phải chỉ phải lo nhưng mà chim trai gì này cái miếu có ta ý thấy chung luôn y thanh trung như hoa mộng châu là cả những phát như hỏa mai rồi nhà này tánh cao tin như đoan như tấm kia là cả những cái này kia tấm cuốn phải lan như sửa như tấm kia được thăm được tiếng lào quân đoàn chẳng ôi mọi người xem mà không chịu chia sẻ gì cả buồn thật đấy. Chân mưu chia như hoa mộng châu đây bây giờ trăng lên cao hơn một tí thì bắt đầu thấy một chút xíu này. Bởi vì bây giờ còn sớm nên là trăng vẫn còn ở sâu sâu. Ừ. Một năm mới có một lần đấy, mọi người chia sẻ hộ em để cho nhiều người xem với nào. Mấy anh hàng lên Sam Emmy à, đây là gọi là bói trăng ạ. Bói trăng của người Dao, truyền thống của người Dao và diễn ra vào tháng 7 từ 14 đến 16 của tháng 7. Hồ hả nãy? Nghĩa là một linh hiệu bùa tọ. Thật ra một linh dạo tọ. Như củ dạo như sẽ tụ. Như hả dạo củ sẽ dạo như á. Thế Tết năm mới mình đi về đây để học không thì lại bị thất truyền. Thất truyền không ai biết. Không ai biết làm. Cái này học muốn linh nhất là vào đầu năm, từ mùng 1 đến 15 Tết là học thì linh nhất. Và bây giờ rất là ít người biết cái kiểu làm này. Những ai đang xem chia sẻ hộ em với. Mai ơi, cái này bạn phải đến đây hỏi thì mới linh nha. Còn bạn ở xa quá thì ông Trăng sẽ không biết bạn ở đâu đâu. Như vậy cho hắn cái chàng đi. Như chúng kia tên thì sẵn cái gì nào này. Như ở này cả hạt tây tôi à. Củ của nại cả khẩu lý của nại cả hạ chặn cái phía bút choi nó sao thẩu hin sao tôi mà chỉ nhỏ bút choi
hatai tu pucai puteku. Anh Dũng Triệu, cái này ở xa thì không xem được đâu ạ, tại vì là phải cần tên tuổi của cái người ở đấy ấy. Đây, em đang hỏi xem bao giờ em mới giàu đây. Ý nhàng hả? Có nhìn mặt đau mà chắc mà nhìn thì bất tội. Vẫn bất tác sản, vẫn rất bán nữa. Đây ông Trang bảo em là 2 năm nữa em sẽ giàu và chả biết lúc đấy hết dịch chắc là em hết giàu, em giàu thật. Khó mà chỗ này cả bây giờ tỷ, chả thấy bó bây giờ lâu hơ. Quân hình như chân mơ thật thì tỷ lọ, nè đau lọ tú. Đây câu lúc đầu mà em chưa quay được là hỏi về bao giờ hết dịch thì là 2 năm nữa sẽ hết dịch, và sau đấy em hỏi là bao giờ em mới giàu thì 2 năm em mới giàu, thì tức là khi nào hết dịch em mới giàu nhá. Và bây giờ em đang nghèo lắm, ai nợ tiền em thì dạ. Như liền ở nại ở thờ này ở nãy nó nhỏ tư ổ giờ lại cả chị Liên là nãy tới đây chật xá như tỏ như cỡ như cầu, có nghĩa là niên nòm rất là bùi nhở. Nãy em mặc quả ha, nhưng cả bùi nàng bùi tẩy cũng là niên nòm rất là bùi, nghiêng thì nghiêng tay luôn, một tay chỗ nó bọ bắp thì bắp tay cuốn nồng à. Và tư này cả ở mà miên phè đi cả này nó như ha. Nhìn thì nhìn tệ nọ. Còn nhưng mà căn cái tên này là nếu có sẽ làm bị tâm thần rồi ấy. Một pha mà phải nó dẻo ấy. Nhưng bữa chủ bữa mấy ý hiệu mày đủ lao ní. Nhìn nhà nè. Chứ sang ở tuần tới chứ sang cũ mà hôm nay tay hôm nay nhiệt thái cũ. À em mà quay phát từ tiêm mà sẽ hiếu thế. Ừ cái nào giờ chỉ tăng chưa mày ha, giờ chưa mày ha. Ý chả cặp bọt khắc khắc cái tiền hổ mà tệ ạ. Nhìn, pham lộ. Nhìn, pham nhàn. Ai xem live stream thì chia sẻ với em với. Ít người xem quá, 6 người xem. Duy trì như thế này thì em xin dừng lại cái live stream này ạ. Ý họ ra trả hãy nghe vệ hạt tứ. Vệ nó vừa mặc sâu lộn thì lỗng họ ra trả cái hàng đó. Thì có cái im hơn lỗng họ ra trả lo một dạng cho bọn ra. Thì con ít cái trong tay nó vừa cầm cái làm cho làm. Vậy nên là lý nín cái tên là hôm nay kiểu cả hắn mà hôm nay chỉ nại nó nín. Như thế hả? Nó nại hôm nay. Ừ. Vì nào như thế có cái mình mà cả chẳng hồ. Mà tao có mình chẳng đâu. Vâng, chị xin mời em về tập phim chị ạ. Hôm nay là thể lệ của hàng năm. Và sau cách đây tầm 10 năm rồi em không được xem cái này, nên là hôm nay em quyết định là em rảnh nên em đi về xem. Chị có câu hỏi gì không? Em thử hỏi giúp chị xem nào. 81 này em nhé. Trung dầu. Ở như cỡ trẻ 80, 80, 83. Ừ, cái gì một giáp chứ dầu miền. Ừ, dầu như miền. Năm dầu ấy, 8 mấy là hôm nay nhé, 93 ấy nhé. 79, 80 ấy, tao online vẫn là chật sang này, tùy vẫn là bình xuyên tình dầu tổ hôm nay nữa nên được tổ hôm nay thì tao dùng nè bình xuyên tình dầu hôm nay suy nhị chỗ điểm nè. Ừ. Hay buồn tụi mày giờ chỗ chạm mày nữa ạ. Buồn tụi mày.
mà này như tôi vẫn đúng chỗ nhỉ, bây giờ chậm như miệng hiện sao. Hỏi xem bao giờ hết dịch đi nào. An Nhiên ơi, tớ hỏi rồi, 2 năm nữa mới hết dịch nhá. Lúc đấy vaccine đủ thì mới hết dịch. Và sau 2 năm tớ mới giàu. Và giàu không biết có bao nhiêu tiền mới giàu. Nhưng mà vừa tới bà cháu chú Hương ấy nhé. Mẹ lâu tàu. Với tàu ấy. Hãy phút cái chuyện nằm mưa hộ hả? Ừ. Mấy chiếc chìa gì chiếc chìa mày để em tôi tống con, tôi tống con sợ hãy hãy quạng gỗ hãy em tống tụ rồi chứ cái nhà tiền ấy ngon. Em chào Hoàng Thế Văn ạ, Bùi Thị Him, em chào chị. Mọi người ai xem livestream chia sẻ với em với, ít người xem quá. Chào mọi người. Quay à chặt thôi, giờ thôi chẳng có xây dựng lại này nè thủ khu nhỉ. Ồ, chỉ có xây dựng lại cả các nhà dùng hòa bền bền cơ, kiểu diện các nhà là như thế này, đâm màu nhàng à. Ừ, đi nhàng cái nhàng, đâm màu nhàng ấy, dần nhàng, là cả dĩa che dùng của ngoài dần bền bền. Ừ, à ta đâm màu nhạt che, ta hẳn là nó dài à. Mai ăn rằm à? Hay là mai làm gì đấy mà cứ rủ nhau sang đấy thế? Thì đi xử mấy đi về đây chơi đi. Đây, mọi người đang xem đây là cái bói xăng của người Dao. Và chỉ diễn ra vào rằm tháng 7, tức là 14 đến 16 tháng 7 tháng 5. Có nghĩa là những cái tháng khác vào 15, 16 trăng tròn thì vẫn có thể xem được, nhưng mà không được linh bằng của tháng 7. Nên là mọi người chỉ trông chờ vào tháng 7 để xem thôi. Cái xem bói trăng này có thể xem về bệnh tật, đường tình duyên, làm ăn, rồi mọi bất cập trong cuộc sống thì đều có thể xem được. Nhưng mà nó cũng nói chung là khoảng 80%, không 100% được. Và bạn cũng sẽ phải tự suy luận lại bản thân mình khi mà xem. Và cái dọ này là tự lắc thôi nhá, chứ không phải là ai cầm rung lắc nó đâu, mà tự bản thân nó như thế. Và khi đặt câu hỏi thì nó sẽ trả lời một là không, hai là có. Và số lần thì nó sẽ đập vào cái ghế đây. Vào cái ghế đây. Và cái bói trăng này bây giờ rất là hiếm, không phải là lúc nào cũng có và không phải là ai cũng biết xem. Bây giờ là thất truyền rồi và hiện tại em đang tính là sẽ học nghề từ bà, tức là học để không bị thất truyền thôi, chứ còn để sau này mình tính, tại vì bây giờ rất là ít người biết làm ấy. Xin chào mọi người nha, xem tất cả mọi người đang xem nha. Như này cả này khả năng hay lỏng hô. Phải xem bao giờ hết gì đi chị. Yên Bình à? Hỏi rồi, 2 năm nữa sẽ hết dịch nhá. Thì bây giờ dịch bệnh ai cũng quan tâm về dịch bệnh, bao giờ hết dịch thì mới làm ăn được. Mình chúng ta thật thòn này nè. Giờ bùi mình cái chỗ o đuôi mắt tình nhạc.
chân như suy nghĩ là nên bao đây, nhiều khi cũng phải tai biến, mấy chục cây là gọi là tai biến ha. Em học đi rồi chị đi xem với, lần đầu chị biết đến bói này luôn rồi. Vâng, cái bói này rất là ít, bây giờ ở trong Tà Phìn cũng ít người biết làm lắm chị ạ. Hình như có mỗi mình bà đấy. Đây mọi người đang khắp nơi đi về đây xem. Mà mỗi tội là tối quá em không quay thấy được. Đây, bây giờ ông Trăng mới hơi nhô một tí thôi. Lúc đấy là tối om, không nhìn thấy. Đây là cái giọ. Ngày xưa lúc em còn bé thì em hay giúp bà làm, để giúp hàng xóm xung quanh mọi người xem ấy. Nhưng mà bây giờ thì có các cháu lớn rồi thì các cháu giúp. Và cái này đúng là 10 năm rồi đấy. Cả năm nay là 10 năm bây giờ em mới được xem lại. Cái này học cũng có tùy người học, tức là cái câu thần chú thì ai cũng sẽ học được thôi, nhưng mà căn bản là trong tâm người ta có tin hay không ấy thì mới có thể là gọi là chiêu mộ được ông Trăng, thần Trăng đi xuống thì mới xem được. Đúng rồi Yên Bình ạ, 2 năm nữa. Nên là hỏi riêng về Việt Nam thôi, còn thế giới thì còn chưa biết được. Hà táo, có táo ao nhú. Thế phượng. Trời ơi, sao mà cái này hay vậy mà chả có nhiều người xem nữa, nên là có 9 người. Cầm mỏi hết cả tay rồi đấy. Ô chị nghĩ to, chị phán to. Con đi nghe máy hay ta mạnh. Ồ gì ạ? Nhìn điện thoại hả? Có nghĩa là cái bói Trăng này có thể xem ngày 14, 15, 16 đều có thể xem được nhá, trường Pháp ạ. Ở đây thì mọi người, bà hay xem cho mọi người vào 14. Cái bói Trăng này cũng vừa để giải trí mà cũng vừa giúp cho mọi người giải đáp những cái thắc mắc, những cái khúc mắc trong người mình, trong gia đình. Cầm mỏi tay hết cả người mà chỉ có 13 người xem, đang sắp nản đến nơi. Sắp nản em ấy. Mọi người ơi, ai xem livestream thì chia sẻ với em với. Đây, các bà đang thêu thật đây chị Thiên Bình ạ. Các bà vừa xem bói Trăng mà vừa đội đèn pin lên đầu để thêu đây. Đúng là phụ nữ người Dao thật là chăm chỉ, không bao giờ nghỉ ngơi. Mai ở đang ở ngoài nhá, ở ngoài trời mà. Đây, ông Trăng đây. Bây giờ ông Trăng mới lên một tí này, mọi người nhìn thấy không? Đấy là thôi mà như tâm nhẫn rồi nạn. Không. Mở quạng tay quạng là dâm tay dâm. Bây giờ hàng quạng gỗ nó như sẽ tay xiên. Chứ chả ấy. Hai quạng chả ấy. Mà càng hải lỗng tôi mà càng quạng đấy là theo mấy tâm nhẫn rồi nạn. Rồi nạn lò. Ở này cái nào mà nạn cả. Cái nạn cả hải hoi, hải chặt quạng gỗ sẽ tay xiên. Nạn cả quạng. Đúng rồi, quạng bền phê lộng bền à ha. Yến ơi, chị khỏe em ạ. Mỗi tội hơi thiếu thốn một tí. Đây, hôm nay chị đi về trong Tà Phìn để xem mọi người làm bói Trăng. Chưa muốn thì nó mà hướng còn lại lại thế này. Đây là mọi người đang bói Trăng nha. Và mọi người, hai cái bà với cả em kia đang cầm, đây là nó tự lắc. Tức là cái giỏ này là tự lắc. Trong cái giỏ này là sẽ có một cái gì đó gọi là siêu nhiên, là tự lắc. Nhưng mà khi mà người nào cầm vào không hợp là nó sẽ không lắc đâu. Ngừng nhiệt tiết tiền nha. Không lắc và khi có ngựa. Quá, nhẹ như câu, như câu, như tao tao câu. Nại cả nhẹ, giờ nay mới hình nhẹ, có nghĩa là thì như tao chậu hết mày xá nhá. Nại cả, nại cả bất tư nhẹ công việc, ẻ chậu mới hình phè, phén chậu ạ này như hả?
như câu kiểu hằng nè. Dâm hà chậu hái. Chậu điết tà van. Ổn đi chậu đâu như xá như công. Em bắt tụi em mới hình nghe nè chúng cử ở chậu mình hình phé phé. Kèn. Làm hết khóa. Ừ. Đi hàng, đi hàng lý khóa. Phan Thị Hằng, chị ơi, chị có muốn xem ôi em chả biết đâu. Em đang nhờ bà xem hộ nhưng mà câu hỏi nó phải trúng mục tiêu một tí thì dễ hỏi ấy. Phê hát con chậu lẽ bóp chắc ha. Ồ, thế vẫn tụ khóa nhỉ. Chị ơi, công việc của chị vẫn duy trì trong một khóa nữa nhá. Vẫn tiếp tục phấn đấu thì sẽ làm thêm một khóa nữa và trúng cử thêm cái gì nữa. Cố lên. Vận hạn chị phải hỏi rõ ràng vào để xem là muốn hỏi vận hạn như thế nào, hai vợ chồng như thế nào chẳng hạn. Thì em mới hỏi giúp được. Cho tăng này cho tống cái hưu như một phát cả nái mà bà mẹ mà hắn ấy chăm ní ý tao ở lại giờ dùng cùng hòa ha ta ông mà trang phảo như nãy vậy như cụ có căn mù pha này cả nhà hắn ấy này quảng ta gỗ lấy lâu tình như gỗ ấy có bền chấm bền không ý ý không ý là đi con đi quảng ta gỗ cả bền nó đúng không mà cả nhà lâu tình như ta gỗ bền chấm bền nếu có xe quạt lên đồn gai nấu tàu có tàu tấu đồn gai nó mới nghĩ không như ta sẽ bị cọ gỗ như không bao giờ như đây giảm mình là cổ lại cả nhì ở như cầu nên lại cả mai ừ cái lộc tròn ha ở như củ của kia lại cả nhì ở nên tàu như cầu này lại cả bất tuy hẳn nên mà hôm nay chỉ nản mà ha nên hãy giàu nên gỗ cho nên là lao dịch cái cả ha một phản nó trên chu cho là miu cho là ta cho ghe ha với ta chu ta là miu cũng chả hiện giờ chu cho là miu lọ ai quên gì sẽ con chu cho là miu ha nè chu cho là miu hết pha số tài họ ta cho ghe hổ Triệu Quân ơi, em chỉ lấy một lần chồng thôi, còn chồng này không tốt là không lấy chồng nữa. Nên không phải hỏi. Này cả mình không hả lấy quả muốn xịt cả đến thế Yên Bình ơi, chị với chồng chị có vấn đề gì mà phải hỏi về chồng như thế ạ? Là tốt hay không tốt? Cả nó nhú mẹ phải cho cho như giá chả có những kilo giá chả không kilo không ý là giang sẽ có bằng thì bằng tệ mà giang này ví dụ con nhẹ nhẹ đấy chẳng ạ hoặc là con nhẹ nhẹ nhưng mà hãy cứ chuyển phút kia vừa phút chuyển như cái buổi hôm vẫn dễ cái quá hai mươi buồn nó á hai táo như cổ nhú 91 93 này ừ như này cái gì cái như gỗ này hả nó hả bảo cô xem hộ anh năm 1984 năm nay có làm ăn được không, năm nay bắt đầu khởi nghiệp làm ăn xem họ hộ anh cái nhá Trường Phát. Vâng, anh đợi em một chút xíu. Ồ, hôm nay, củ định này hôm nay. Ón ta chẳng lên sinh năm 1984. Em đi cứ xé nhé, nè, lại cả củ nhé. Ý hẳn đến chỗ chậu công nhà hôm hai. Ý là chỗ khởi nghiệp chậu công nhà hôm hai này cả ý hẳn đến chậu như bến bền đó hả? Các con. Tự. Anh Trường Phát ơi, anh là người ở đâu ấy nhở? Để em hỏi hộ. Chứ em không biết quê quán anh ở đâu, em cũng khó hỏi lắm. Không, cái này đi hỏi chưa nghiêm túc hả? Ấy quân nín con đi giờ đó dính hai cái này lại tôi hả? Cứ tặng một bữa cứ lại một bữa như đặng. Nhi, có chơi giờ lại cái gì cái hàng dùng cùng à tên
che châu dùng ở che châu trời họ nón có cháu yia chân chưa mấy tín nhưng mà gánh nhặng ấy đã mau có nghĩa là gì hết miu hiền là dục cô hệ đã mau để sẽ ta thọ này thọ là miu để sẽ ta thọ để đã mau để thọ là miu để thọ chung em để buôn hàng 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 sẽ bền gần gần đã hạ phải lợi người xá bản hồ dân bản hồ miền của à cái đi bản hồ đi thành kỳ múc bún mèo cái bản hồ à miền chợ xa chợ bầy chỗ này như tay nè này nhẹ trường phát nè ý là nên nhẹ nên sinh năm 84 em nên lại cả ý hàng nên chỗ nhà hâm bến tèn ý hàng là nên chỉ tông bắt đầu chỗ nhà hâm ha bến tún tụ à chỗ xa như có gì nên chỗ nhà hâm ha hôm nay nhà hâm đang làm ăn buôn bán thế này nha trường pháp nè dâm bản hồ bây giờ mới có 20 người xem lúc đấy lắc đác từ pa 5 người 10 người cầm đến mỏi tay bây giờ đông đông một tí còn xứng đáng mình cầm cho mọi người xem phải nhỉ anh Trường Phát ơi bà bảo là xem năm nay anh làm ăn là đi lên đấy anh ạ nên là cố gắng yên tâm giờ này em quy thì sẽ sắm cái tự nhiên câu hỏi gì thì hỏi lại lịch tinh ha giờ này anh em nhớ giờ tôi hiểu nhé nhưng mà chị đang sắm cái giờ này anh ấy củ cái này củ nhỉ củ hải mỏi hả mỏi lo dịp lại chưa thấy mà thấy rồi ạ trời ý là thấy với tàu như thật tu ha củ thánh tu như nè cú như y muốn hỗn tu hiện nhiên hiện bùa để bùa heo rồi này gì ấy chúng tôi nhá cho hỏi hàng hồ đó tỏ cho hỏi hàng cho hỏi hàng ý trẻ tay vì hãy giấm cho lao ní tỏ hảo doan nà tìm có tuổi mà thịt hoa hảo mới hiểu cả tuổi tuổi hả ừ ý là mà ní bây giờ hổ cái gì hay những cái hổ nó phụ phạm như vậy ta mua ở cái củ con lấy mới vừa chứ vâng không có gì anh Trường Phát ạ mại hả cô nghĩ giờ nãy như peo quy hải con hơn là ta chẳng hiểu giờ nãy như peo nó nãy cô nhớ mà miền đã chăm mẹ nãy cô nhớ nó mà miền đã chăm đúng thầy cái trái cạn nè ổn vê nãy là phim bùa ha ô lụt tị nè 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 tỏ phục vùng phàng nè chở nè nó ha này cả giới trẻ ven cuông hè phe ở mà hôm nay ha do chiếc kiểu nữa ta mới quản hỏi qua cát cát của nè chả hài à nhụng hỏi nó sẽ bất giả luôn rồi những nghĩ gì thì có xem vẫn ăn lẹo ở khu vùng tàng đấy. Cứ thế như củ cái kia này cái như câu này này hai quạng tư niệm tao gỗ ấy có nghĩa là tao gỗ này mà tình ao nhà ổn thế mà tao ao nhà e đi hôn nhà ấy cho lộng nìn lẽ mà y tao cùng hóa này quần lẹo chứ che cho ổn hôm nay làm nhiêu cho chu nó lẹo thì gằng gằng chỗ cho bưởi bia cho dâm hàng cha hàng trường nhặn nhưng mà kiểu hiền lắm tính rằng thì hả có mà thảo tổ chú tạo hềm chú tạo nhặn chú tạo ní trời đây nhiều ạ anh ở quán con ở quán ừ hà dặm sẽ bèn thảo quang ở quạ ở quạ ở quạ này hết tuần nào này ao quạ ở tàu gỗ ừ ao quạ tàu gỗ ừ như chu như câu lò ừ tàu tỏ tàu gỗ tàu tỏ trắng tàu ừ tôi đỡ nhẹ tay tông hàng làm ta này tỏ trắng lại có tổ chức gì nữa ừ con nhỏ quạng này gỗ
có quặng tôi đun. Mấy cháu quặng gỗ à? Như là phạm của mấy cái tổ cà kì nha. Nhưng mà cả quặng thì có phải thắng quặng hết. Có phải thì con quặng thì có phải là ảnh lộp dạng cái bộ ra. Sứa nghe như chợ phơ mày. Không, ý là củ đi mỏi ha. Quế hả nó nó? Quảng để có phiền nó. Ừ, như thế có hả nó. Hà tiêu chị hoi, xong là treo chẩu lồng lồng, quân lưỡi chẩu. Xong là nó dùng nhất dành cái chải. Thì bởi dâm nhất cái này, quý vị hỏi khâu. Dâm nít cô nghĩa là ý chạy với phủng che này chuyển châu này nít chân này bụi peo nai chân này ha nít chân này ha nít này ở nai cả ý hẳn đi bất tư này hài bụi bẹm là nít hồng hay ọ nại hồng hay ọ nhưng mà nó bụi ở nại em mà hả nó cái nên mai cả ý nghĩa nên mai chịu hến mai cả hăng nghe đây giải hạn luôn cả nên mai hạn mai mai nó cũng như cái giải hạn mà tôi mà ta câu ừ nên là ta có mấy cái tổng cả pin nhà mà cả đi tìm ta câu nên ý nghĩa nên mai tìm tàu cắn má mai ra rồi dạy cái bọt ra mà tìm cái cái bọt ra. Mai nó chị Hằng này mày hên nó chị Hằng ơi, năm nay vận hạn của chị không được tốt lắm nên là nói chung là không biết có tránh khỏi được ốm đau không. Ấy gì buổi chơi chả bánh sủi nại mà còn nại thì mình suy nghĩ thế này. À chảy gì mà non tâm tại nó nhập đi sủi nại cả như tâm tại chiến chiến. Tâm tại đi nó cả chặn lại đi tinh ha, nó ta chặn không củ kia lại lũ lau gì ha, như lại lại cái gì ha cái mà nó tập bại chủ che chiến phén chủ này ha, mày lại bại gì bố mày, cái nhà che chủ lốm muốn xã hội mình nhiều không phải, nhiều mà như nhà mẹ này mới đi hà giang hà chặt thu lò hay anh em mang đi cứ xây mà nó tao ông cứ xây mà nó tâm tại nó em tâm tại này em có mấy che nhưng mà thay tổ chức cho ấy vì chuyện mà tâm tại thì chuyện tại tại cho chị cho tại cha tại có nghĩa chuyện nhìn leo như cho hay lọt tất chín nha nhưng mà leo như chín tất chín nên mà bữa gì cần leo hay liều cho mình vừa kệ tôi kệ ừ chỗ này á y như thế này mà y ta phun bên này hả tôi cho hôm hoàng với hồ ừ hồ tây cà phâu rồi bây giờ là bà bắt đầu hóa vàng để cho ông Trăng đi về trời. Mà bớt, mà linh mà chú hộ tao không nào nhẹ. Những cái hộ nhưng mà nó chiều tôi này dìa, mà này chiều nhà. Chiều dìa, con này đã hỏi hiệu phụ tôi này phảo chú. Nế phụ ạ, nà tật tổng mai. Cảm ơn người nha. Quá trình đã kết thúc. Đây, còn bình thường nó rất là nhẹ như thế này thôi nhưng mà khi mà nó lắc thì rất là nặng nên là mọi người rất là mỏi tay. Mày
chú hả nó nhú cú hả nó à hả nó như gì lại có chiên lò ai nhỉ cái gì à hay